một ngày mưa xuống.
biết là năm 2014 là năm được ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam chọn là năm thanh niên tình nguyện. Trên cơ sở đó thì ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đã phát động các hoạt động trong toàn quốc, trong đó thì tỉnh đoàn Quảng Ninh cũng là đoàn thanh niên Thanh Quảng Ninh cũng như là thành đoàn thành phố Cẩm Phả. Trên tinh thần đó cũng đoàn thanh niên thành phố Cẩm Phả chúng tôi phối hợp với các đơn vị trên địa bàn của thành phố Cẩm Phả tổ chức các chương trình thanh niên tình nguyện nhằm cụ thể hóa năm thanh niên tình nguyện 2014 mà được tỉnh đoàn Quảng Ninh đoàn thanh niên Quảng Ninh phát động. Thì ngày hôm nay đoàn thanh niên thanh niên chúng tôi phối hợp với đoàn thanh niên bệnh viện Đa khoa của Cẩm Phả tổ chức cái chương trình đi thăm khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con tại xã Quảng Lâm, huyện Lộc Hà, tỉnh Quảng Ninh. Với tinh thần lá lành đùm lá rách, thì đoàn thanh niên hai cơ sở đoàn chúng tôi cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên giữa hai đơn vị. Trong đó là đoàn thanh niên Thanh Niên chúng tôi cũng huy động các đồng chí là ủy viên ban chấp hành đoàn thanh niên ty, đây là bí thư các chi đoàn đại diện cho hơn 1.800 đoàn viên thanh niên của công ty Thanh Niên chúng tôi. Và đoàn thanh niên bệnh viện Đa khoa của Cẩm Phả cũng đã huy động 15 y bác sĩ đến thăm và khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con tại xã. Tinh thần nhỏ bé của đoàn viên thanh niên chung tay góp sức cũng nằm trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Chúng tôi cũng huy động với đoàn thanh niên công ty Than Trung Huy, chúng tôi cũng huy động là 32 xuất quà, mỗi xuất quà là 500.000 đồng để tặng cho 32 gia đình nghèo. Và bên cạnh đó thì một số các cái phòng ban liên quan, các cái phân xưởng trực thuộc đoàn thanh niên công ty chúng tôi thì cũng đã quyên góp ủng hộ 1.000 quyền vở tiểu học cũng như là trung học cơ sở, bút, khăn mặt kèm theo các cái vật dụng sinh hoạt trong gia đình như bàn chải đánh răng, vân vân. Xã lên sân khấu cùng với chúng tôi để tặng quà cho các em thiếu niên nhi đồng